họ đi ra. Thả ra, thả ra để gương bọn mày bắt chúng ta sao? Nếu như vậy thì chúng ta sẽ thỏa hiệp. Chúng mày muốn gì? Muốn gì? Tao muốn an toàn rời khỏi đây. Được rồi, vậy chúng mày hãy thả con tin ra. Tao sẽ để chúng mày đi. Mày nghĩ tao sẽ con tao? Con tin vào lời mày. Thả con tin ra thì mày phải thế vào chỗ đó. Mày quyết định nhanh lên. Mình phải bảo vệ an toàn tính mạng cho con tin. Được rồi, tao đồng ý. Mày hãy bỏ vũ khí xuống. Tao không đi ra. Mày hãy đi lại đây. Alo, ai vậy ạ? Alo, alo, cô có phải là nhóm Eagle không? Đúng rồi, tôi là người của nhóm Eagle đây. Người của cô đã bị một nhóm cướp bắt đi rồi. Có chuyện đó sao? Bây giờ cô đang ở đâu vậy? Tôi đang ở số nhà 88, khu đô thị Hà Phong. Được rồi, cô hãy ở đấy, tôi sẽ đến ngay. Vâng, vâng, tôi sẽ chờ cô ở đây. Mình phải đến xem đã có chuyện gì xảy ra với Cherry. Có phải cô chính là người đã gọi cho nhóm Eagle đúng không? Đúng vậy, chính là tôi gọi. Vậy đã có chuyện gì, cô hãy kể cho tôi nghe. Tôi bị hai tên cướp bắt làm con tin. Bạn cô vì muốn cứu tôi nên đã thay tôi làm con tin, phải bị chúng đưa đi rồi. Vậy cô có nhớ đặc điểm nhận dạng của bọn chúng không? À, tôi nhớ ra rồi. Có một tên cao, gầy, mà rất là nhiều mụn, mồm bị vâu. Theo cô miêu tả thì tên này chính là đại ca của Alibaba. Tôi không biết nữa. Vậy cô có biết chúng đi về hướng nào không? Bọn chúng đi về hướng này. Bây giờ cảm ơn cô. Bây giờ chúng mày muốn làm gì tao? Ít hơn chúng mày đã phá hỏng quá nhiều việc của tao. Hôm nay tao sẽ tính cả gốc lẫn lãi với mày. Con khốn này! Mày, mày dám đánh tao à? Mày đang trong tay tao, con mày thích ngông cuồng à? Đánh nó! Mày cứ chờ đấy đi. Mày sao mày trả giá đây? Mày đánh chúng nó cẩn thận tao. Ok, cô nói thì im đi.
nó đã đến đây. Bọn khốn này, lại nào bọn mày. Giết nó ạ. Ok. Bọn khốn này. Chúng mày chết đi. Ở đây có bom.
Dù rồi. Cậu sao không? Chị, tao giao cho mày thế nào rồi? Em đã ra sao rồi chị? Thằng Bom và bị bơi của bọn Hunter. Nhưng... Nhưng sao? Nhưng... Bọn Big Girl phát hiện chị ạ. Tại sao bọn Big Girl lại biết chuyện này được? Em cũng không biết nữa. Nó có nhận ra mày không? Chắc là không chị ạ. Nhưng mà chị cứ yên tâm, em đã bán cho Jerry bị thương rồi. Mày làm tốt lắm. Mày đi nghỉ ngơi đi. Mày nhà canh chừng cẩn thận, tao đi vào công việc. Vâng. Vết thương của cậu thế nào rồi? Tôi hôn mê bao lâu rồi? Cậu đã hôn mê được một ngày rồi. Candy, cậu đã điều tra về Johnny Bom của Bơi chưa? Tôi đã điều tra được rồi. Hắn chính là tay sai của chị Đại. Có lẽ chị Đại và mắt tôi có một cậu đó với nhau. Nhưng tất cả những người đó đều vô tội. Chị Đại thật là nham hiểm. Lần này không thể tha cho bà ta được. Chúng ta tóm gọn hết bọn chúng, không thể để cho bọn chúng tiếp tục hoành hành được. Chị đi, cậu hãy ở nhà dưỡng thương đi, còn mọi chuyện cứ để tớ lo. Ngủ bên cậu sẽ rất khó đối phó với chị Đại, hãy để tớ đi cùng với cậu. Cậu đừng lo, tớ sẽ có cách đối phó với bọn chúng. Vậy cậu nhớ về tớ cẩn thận đấy. Cậu cứ yên tâm, tớ đi đây. We'll be right back.
Mày dám một mình đến đây à? Hôm nay có thể tao chết ở đây, nhưng mày sẽ không thoát được đâu. Chứ đến nơi rồi còn tao mổ mà. Hôm nay tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Tớ lo lắng cho cậu. Và cậu bắt được chị Đại chưa? Tớ không thấy bà ta ở đâu. Có lẽ bà ta đã chạy trốn rồi. Thôi chúng ta về thôi.